cô gái nào sẽ được xướng tên bước tiếp vào vòng chung kết toàn quốc? Xin được chúc mừng thí sinh đầu tiên sẽ lọt vào vòng chung kết. Vòng trong cùng với nhau và tụi em sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành tốt chặng đường tiếp theo ạ. Em đang rất là vui mừng và hồi hộp và em nghĩ là em sẽ tích cực tập luyện hơn nữa cùng với lại các bạn thí sinh khác, cũng như là có những cái sự chuẩn bị tinh thần riêng cho mình để mà có thể đi tới cùng của chặng đường này. Hạnh phúc khi mà hôm nay em may mắn được vào chung kết cuộc thi Miss World Việt Nam 2019 và thật là hạnh phúc hơn khi mà được tất cả mọi người ủng hộ và đến cổ vũ cho em như ngày hôm nay. Đây, cô bé đã nè. Em biết là sẽ có những bạn rất là buồn, nhưng mà các bạn hãy nhớ là chúng ta có một lời hứa với lại cô nhóc là chúng ta sẽ không để rơi nước mắt, và khi mà chúng ta dừng lại chặng đường này không có nghĩa là chúng ta thua cuộc, mà có thể là chúng ta sẽ có một hành trình nào đó cần phải chinh phục và chúng ta sẽ chiến thắng ở chặng hành trình đó.